Và đây là cái số tiền mà mình mua nè, chỉ với 2.500 thôi đó mọi người, chưa tới 3.000 đồng nữa. Và đây là cái tên của shop để nè, tai nghe Bluetooth 5.0, bản quốc tế cao cấp nè, cảm biến vân tay, kim luôn sạc dự phòng. Cái này thì mình mua cũng lâu rồi, nhưng mà kiểu như là mình mua mình để trong một cái, mình sắp xếp mình bỏ vô một chỗ á, cái mình quên, cái lâu lâu thì mình lục lại mình thấy. Bây giờ thì nếu mà nó có bị lỗi hay là hỏng gì thì mình không đổi được nữa rồi, tại vì người ta cho cái thời gian là chỉ 7 ngày thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha, mình cũng khá là tò mò đây. Oh wow, nhân vật của chúng ta đã dần lộ diện rồi nè, có một cái ảnh cũng khá là đẹp nha. Bỏ qua một bên đi. Đây, có những cái biểu tượng như thế này nè, hình wifi đồ nữa nè, rồi xong rồi cái tai nghe nè, nghe nhạc rồi pin nữa. Đây, đây là cái hình của sản phẩm này nè mọi người, nó có cái màn hình luôn nha. Hình như là nó để là đây, nó những cái thông số của nó nè mọi người. Mình thì nói ngay mình không có gành tiếng Anh cho lắm. Mọi người tự xem nha. Và đây là cái nơi sản xuất của nó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra. Ê, trời ơi, trời. Rồi chưa gì mà rớt luôn anh. Chưa gì mà rớt thì mình quên. Mình quên cái nó rớt cái bụp xuống luôn. Mình thật là hậu đậu. Đây, đây là cái nhân vật chính của chúng ta đây mọi người. Cái hộp của nó nè. Ôi mình lỡ mình ấy bị chày rồi mọi người ơi, uổng ghê luôn á. Ở đây thì nó có những cái cổng kết nối nè. Cái cổng USB. Đây là những cái cổng kết nối của nó nè, cổng USB nè. Rồi cổng sạc nữa nè. Bữa nay mình lỡ tay mình làm ghê luôn nè. Mình tưởng đâu là phải về chưa gì mà thằng nhỏ bị chày rồi. Rồi đây là cái seal của nó, mình sẽ bóc seal ra nha. Seal em nói ra. Thì cái này nó có thiết kế là một như một cái hộp như ha. Ở đây thì được sơn cái màu, lớp sơn màu đen bóng. Còn ở đây là ở dưới là màu đen mờ. Màu đen nhám á mọi người. Đây, ở dưới này màu đen nhám nè. Ở đây thì nó có thêm một cái chỗ như là một cái nắp cao su để mà nó bảo vệ, nó che đi, che bụi đồ cho những cái cổng sạc này. Mình thấy thì cũng khá là ok. Rồi, bây giờ mình mở ra. Đó. Mặt trong của nó như thế này nè. Đây nè mọi người. Đây thì nó có thêm cái màn hình LED nè, nhưng mà mình thấy ở đây á nó hơi bị chày nha, là mình nghĩ là cái đồ này đã qua sử dụng rồi, chắc không còn mới nữa đâu. Và đây là những nơi mà cắm cái tai nghe của mình vô, thì đây là một cái hộp sạc của nó thôi. Rồi đây nhân vật chính là nó ở đây nè, để mình lấy cho mọi người xem. Này thì mình lười lấy cái bàn quá cho nên mọi người thông cảm nha. Thì đây, đây là cái hộp tổng quan bên trong của nó như thế này nè. Mới nãy là như thế này nè mọi người. Người ta sẽ bỏ vô một cái dĩ nhựa màu trắng như thế này. Đây là hai cái chiếc tai nghe. Thì mình thấy nói về cái độ gia công hoàn thiện á, nó là loại rẻ, mình thấy nó không có đẹp cho lắm. Kiểu như chắc mình nghĩ là nghe được thôi chứ chắc không có hay đâu. Và mình cũng không biết là cái độ bền của nó có bền không, tại vì cái này nó không có chính hãng. Mình thấy thì thấy cái hộp thì ok chứ thấy bên trong thì nó hơi bị cũ cho lắm. Ở đây thì còn có thêm một cái đây. Người ta có cho thêm một cái sợi sạc nữa nè, sợi cáp sạc nè, màu trắng nha. Mình tưởng đâu màu đen chứ, tại vì cái tai nghe nguyên hộp màu đen hết trơn luôn mà cho cái cáp sạc màu trắng. Màu trắng thì nó hơi bị dễ dơ cho lắm.
Rồi đây là người ta có cho thêm những cái miếng chụp tay á để phù hợp với thay thế này kia đâu á, có ghê đâu á. Mình đánh giá cao về cái điểm này, cho thêm 2 miếng nha. Cho thêm 4 cái nè, là như là 2 cặp á để dự phòng. Ở đây thì là một cái cuốn hướng dẫn sử dụng thôi, nhưng mà tiếng Anh không à. Thì mình nghĩ cái này cũng không cần thiết đâu ha, mình bỏ qua một bên đi. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra. Mở cái hộp này ra giống như là một cái hộp nhẵn quá. Mình liên tưởng đến hộp nhẵn. Cái băng lề đó. Mọi người có nghe tiếng không? Nghe tiếng cũng hay ha. Đó giờ thì mình chưa có sử dụng một cái loại tai nghe không dây nào hết. Mình thường mình xài loại có dây không à, loại truyền thống á. Đây thì bỏ vô nó có một cục 500 hút nha mọi người. Nhưng mà mình thắc mắc một điều là tại sao mà nãy giờ đã bỏ vô rồi mà nó mình thấy cái màn hình này nó không có hiển thị gì trơn ta. Ngộ ta. Hay là nó chưa vô pin mọi người. Ở đây nè, nó có thêm cục hít này, khi mà mình bỏ vô nó tự động nó hít luôn nha. Hả? Cũng khá là hay. Mình quay kỹ cho mọi người xem. Phần này khá là chạy nhiều nha. Mình nghĩ là đã có ai sử dụng rồi. Để mình quay tổng thể cho mọi người xem nha. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ đi đem đi sạc. Sau đó thì mình sẽ mở lên thử và nghe trải nghiệm. Xong rồi mình cho lời đánh giá cho mọi người. Cũng khá là nhỏ gọn nha. Nè, cầm trong lòng bàn tay của mình. Bàn tay mình hơi nhỏ đấy. Rồi, bây giờ thì mình đem đi sạc nha. Xong xuôi thì mình sẽ đánh giá cho mọi người xem. Rồi, thì bây giờ mình đã cắm sạc vào rồi đó mọi người. Rất là mừng là khi mà mình cắm vào thì nó đã lên rồi nha mọi người. Đây là nó có thêm một dải đèn LED màu xanh nè. Còn ngay đây là 2 cái đèn của 2 chiếc tai nghe. Thì ra là ở đây là cái kính trong suốt nha. Cái nhựa trong suốt á, mình có thể thấy được bên trong. Và nó đã hết pin rồi nha. Nó cạn pin luôn. Cho nên là bữa nay nó không có lên. Đây. Nãy giờ mình sạc là được 2% pin rồi nè. Nó đang nhảy nè. Lấp. Nhấp nháy mọi người. Rồi 3%. Hiện tại là đang là 17 giờ 46 phút. Và mình xem thử coi nó sạc đầy là sẽ tới mấy giờ nha. Rồi. Mình hẹn mọi người khi mà mình sạc đầy thì mình sẽ test cho mọi người xem nha. Rồi, mình đã quay trở lại đây. Mình đã sạc xong cái tai nghe này. Thì cái khoảng thời gian sạc á, mình thấy cũng khá là lâu nha. Tầm 2 tiếng á. Mình sạc hồi lúc 5 giờ 40 mấy. Mà tới 7 giờ 49 phút tối á, mới đầy. Là chạy nhầm gần 2 tiếng đồng hồ. Và mình cũng đã có sử dụng nghe thử một khoảng thời gian. Cái thời gian sạc là mình thấy là khá là lâu á, tại vì nó dùng cái cổng sạc loại cũ á, chứ đâu phải là sạc nhanh đâu. Đây, khi mà rút một bên tai nghe ra, rút tai nghe ra là nó có những cái đèn tín hiệu như thế này. Nó chớp chớp vậy nè. Rồi mình chỉ cần kết nối thôi. Và mình nhận xét là cái chất lượng nghe của cái tai nghe này nè là nó không có hay nha, nghe đỡ thôi chứ không có hay. Mình thấy cái âm thanh nó không được trong cho lắm, nó không có bass nhiều. Nói chung là nó không có hay bằng cái tai nghe có dây của mình luôn á. Thì nếu mà cùng một tầm giá, ví dụ như một cái tai nghe 200 ngàn mà tai nghe dây với cái tai nghe Bluetooth cũng xem tầm giá như thế, thì mình nghĩ là tai nghe dây lúc nào nó cũng nghe hay hơn những cái loại tai nghe mà không dây cùng tầm giá. Thì mình thấy cũng có những cái loại tai nghe khác, loại màu trắng này kia rồi á, nó rẻ hơn so với loại này luôn á.
Về tổng thể thì mình đánh giá là nghe được thôi, chứ không có hay. Rồi khi mà mình rút ra rồi mình bỏ vào thì nó tự động là nó sạc nha. Nó có màn hình LED màu xanh như thế này. Từ tối qua tới giờ mình nghe được 2 lần. Thì mình thấy là cái mức độ mà nó hao hụt là 10% pin. Rồi bây giờ thì mình sẽ test. Mình sẽ test tại vì nó nói là có thể dùng như là một cục sạc dự phòng. Thì bây giờ mình test nha, cái điện thoại của mình nè. Điện thoại của mình là đang còn 12% pin. Để mình lấy nét rõ ha. Nó còn có 12% pin á. Giờ thì mình sẽ sạc thử nha. Đây là cái củ sạc. Để mình cắm vào. Đây, cái cọng dây này là cọng dây của sạc luôn nha. Cắm vào đây nè, nó có cái cổng nè. Ồ, cắm lộn rồi. Ngồi ta, cắm. Sao cắm nó không vừa? Rồi đây, mình đã cắm vừa. Ao, sạc được nha mọi người. Đã báo sạc rồi nè. Báo đang sạc nè, thấy không? Rồi để mình mở đây coi thử cái đây. Vừa báo sạc thì nghe đây nó đã tiêu hao 1% pin rồi, còn 89% pin à. Suy ra cũng ok. Nói chung là mình mua với cái giá mà 2.500 á thì nó quá là ngon rồi, vừa có thể làm một cái tai nghe rồi vừa có thể làm một cái cục sạc dự phòng thì mình thấy là khá là ok, mình không đòi hỏi gì nhiều. Còn riêng về cái phản mà nếu mà là cái giá gốc của nó đó thì mình thấy là nó không được hay, nó không được ngon. Rồi, đó là những cái cảm nhận của mình về chiếc tai nghe giá rẻ này. Mình xin kết thúc clip tại đây và cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây nãy giờ nó tuột 3% pin rồi mọi người, còn 86%.